bảy đi. 1, 2, 3 Yo. Ôi bạn hay quá em ơi. Đi, anh lên đi, anh nhảy cho mà xem. Đi. Lên đây. Sao cậu không lên nhảy với mọi người cho vui? Em không biết nhảy. Xin lỗi sếp nhá, chuyện lúc nãy em không cố ý. Không sao, cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Em mời sếp một ly. Ok. Nữa. Thôi, tôi đủ rồi. Uống nữa sợ tôi sẽ sập mất. Không lo đâu. Sập em đưa sếp về. Tôi chỉ sợ lát nữa cậu lại sập trước tôi ấy chứ. Thì đúng mà, tối ngày hôm nay có nhiều thứ đáng để say. Sếp không né được đâu. Úi trời ơi, bắt quả tang là hai người sầu riêng, sầu riêng. Bắt bài, bắt bài. Nào, cả nhà đồng khởi đi nào. Nào, các em. Xóa hốm đi nào. 1, 2, 3 Yo. Chị có say không? Một chút. Cậu thì sao? Có. Nhưng mà không phải là say rượu. Em đang say từ khác cơ. À, chị đưa chìa khóa xe đây. Sáng mai em đi lấy cho. Này, cảm ơn cậu nhé. Hôm nay chị chuẩn bị cả dép lê cơ à? Em cứ tưởng cao gót mới là chân ái của chị chứ. Trên xe của tôi luôn có một đôi dép lê, nhưng không phải lúc nào tôi cũng dùng đến nó. Vậy tại sao hôm nay chị lại dùng? Thì muộn rồi, ai mà nhìn đâu. Em đang nhìn mà. Cậu á? Với cậu thì tôi lại càng chẳng phải màu mè hình ảnh để làm gì. Chị đang cậy là em thích chị, cho nên không cần giữ hình ảnh đúng không? Cậu hay thật đấy. Cứ một hai câu là cậu lại quay lại được chủ đề đó nhỉ.